Minh Phúc xin được gửi lời chào đến tất cả quý khán giả đang xem theo dõi xem chương trình Real Life Sống Thật. Cái nghề hát của em á, nó chưa phải là một cái nghề nó có thể ổn định đúng không? Dạ đúng rồi, chắc chắn là vậy. Thì làm sao để em có thể ổn định cái cuộc sống của em và cái thu nhập của em á? Tới bây giờ em cũng vẫn chưa ổn định được nữa anh. Tại vì ca hát đó với em nó giống như là hơi thở vậy đó. Chỉ cần cầm cái mic và đứng ở bất cứ nơi đâu em cũng có thể hát được hết mình hết. Nhiều khi đi hát vì đam mê chứ không có tiền cũng đi hát. Em cũng có thử là mình đi làm, nhưng mà một phần là giống như vì giới tính mình cũng vậy, cái bản tính vậy cũng khó xin việc lắm anh, đúng không? Cái tính cách mình không phù hợp với môi trường nữa là làm việc. Cho tới thời điểm bây giờ thì đối với em thì ngoài chuyện ca hát em cảm thấy chắc em không làm được cái gì khác. Thứ nhất mình không có đủ bằng cấp, thứ hai là cái bản tính của mình nó thoải mái quá thì nó giống như không phù hợp với những môi trường đó nữa. Những cái môi trường mà nó đòi hỏi khuôn phép một chút xíu thì nó sẽ không phù hợp cho em đúng không? Đang hỏi về câu chuyện tình yêu của Phúc đó, đào hoa đúng không? Kiểu ngoại hình sáng sủa này, có tài lẻ này, xong rồi nói năng nhẹ nhàng. Đó là cái điều rất là bình thường, bởi vì những cái cung thiên bình nó hay bị có cái nhận xét, cái nghĩ suy nghĩ với nhau. Là ác nghĩ thiên bình đào hoa đúng không? Dạ đúng rồi, nhưng mà thật chất rất là ế luôn anh ơi. Nếu mà không phải nói em đóng mạng nhện luôn. Mà em yêu bao giờ chưa? Rồi. Chắc chắn là phải yêu rồi. Trời ơi, sống tới gần 30 tuổi còn lẽ không biết yêu mới lạ. Rồi cho anh nghe câu chuyện tình yêu đầu đời xem nào. Mối tình đầu tiên thì lúc đó là chắc là còn học cấp 3, lớp 10. Em có quen một bạn ở trong trường. Bạn đó bằng tuổi em nhưng mà học trước em một lớp. Tới năm em vào là bạn đó nghỉ rồi. Nhưng tụi em quen nhau ở trên mạng, hồi đó còn chat Yahoo á, anh biết không? Đó. Thì xong rồi cái cũng quen, em cũng tìm hiểu nói chuyện rồi cái hẹn gặp ra ngoài. Xong rồi cũng biết là em học trường đó, thì bạn đó cũng học ở đó luôn nhưng mà nghỉ rồi. Cái xong rồi cũng quen, có khi cũng lên trường đưa đón gì đó. Cái lần mà em tham gia biểu diễn thi văn nghệ ở trường á, thì bạn nó đem về một bó bông mà bông hoa hướng dương á. Em không nghĩ là tình yêu gì mà tận hoa hướng dương, bó gì nè, lên tặng em. Lên trường gặp hay không thấy, thế là em đi về với bạn rồi. Cái đem về nhà em, lên nhà em tặng luôn. Mà nói là này giao cho anh Phúc, nhưng mà không nói là tặng hay gì hết. Cái em cũng đang tung tăng ở hàng xóm, em hát karaoke, cái mẹ mới lên kêu đi về đi. Mẹ em căng thẳng, em không biết chuyện gì, em tưởng là chỗ đi học về không lo học mà đi hát karaoke. Cái vô nó kìa, ai tặng miếng bó bông kìa. Cái mới vô em hết hồn luôn, mới gọi điện mới nói là anh tặng cho em đó. Bảo nó sao tặng vậy, nó thì tặng để cho mừng em thi văn nghệ. Ở đó đi học em chỉ một ngày chỉ có 20.000 thôi. Thì giống như là nói sắp tới sinh nhật anh rồi, em có tặng gì cho anh không? Thì em cũng phải nhịn ăn sáng để dành. Em để dành tới 60.000. Cái em tính mua quà đó xong, cái nhỏ em mới sớm, cái giống như em gọi điện không có liên lạc được, mất tích gần cả tuần lễ luôn. Đó, cái xong rồi cái em mới kể nhỏ em gái trong sớm. Cái em nói trời thôi coi chừng hả, hồi đó kêu em bằng ché không mà coi chừng ché bị lừa bị gạt rồi đó. Thôi đừng có để dành tiền, ăn đi. Cái em mới lấy 60.000 năm vẫn chơi nét ăn hết luôn. Xong cái người đó mới gọi điện cho em nói ủa em có để dành tiền không, còn để dành tiền không, rồi có mua quà cho anh không. Em nói nhà em có chuyện, em nói xạo, nhà em có chuyện em lỡ ăn rồi. Cái nó vậy thôi chia tay nha. Trời ơi. Qua mấy ngày sau vô trường thấy quen con bạn kia ở trong khối luôn. Là con gái hả? Không, giống em. Là boss với boss á, quen về chung khối luôn. Má kia dẫn ông nội này đi mua dép. Vậy đó anh ơi, thời đó thực dụng lắm cả. Là vì một đôi dép mà chia tay à? Cái quà nói là thích cái áo trong shop si. Mà cái thời đó trời anh biết rồi, đâu có đi làm còn đi học có tiền đúng không, nhà mà phải giàu có đâu. Trời ơi, nhìn ăn sáng gài 20.000 đau khổ anh biết không? Nhìn ăn nó gầy đẹp em. Em nhịn đói. Còn cuối cùng là em đâu có ngờ nữa. Đó em mới có 18 tuổi chứ mấy. Rồi năm 19 tuổi khăn gói lên đường đi trả việc nước. Đi nghĩa vụ quân sự 18 tháng. Em đi Củ Chi á. Trong quãng thời gian đấy thú vị không em? Trời ơi thú vị gì, khổ lắm anh ơi. Vì con gái mà bị bắt ép đi đâu cũng muốn đi, chịu muốn hỏi. Cũng may là cũng nhờ có mẹ tuần nào cũng lên thăm rồi ủng hộ động viên vậy đó. Rồi em cố gắng vượt qua. Rồi ở trên cũng có mấy chị em tụ tập lại cũng vui. Dạ, cứ cuối tuần thứ bảy cái này chị em tụ lại. Rồi đi lên căng tin chơi vậy đó. Trời ơi, trời em nổi tiếng lắm anh ơi. Về đi sư đoàn ai cũng biết, ai cũng đi thấy em cũng kêu Minh Tuyết hết trơn á. Nổi tiếng vì giọng hát. Dạ, em cũng hồi đó cũng đã hát rồi đó. Trời em lên sư đoàn ngày nào lên cái giao lưu văn nghệ đó, em lên quốc bài đã không gì thôi là em nổi tiếng nguyên sư đoàn luôn. Trời ơi. Em còn em mày làm sướng mà em. Em xuống bếp á,
em muốn xin gì là phải hát một bài cho miếng muối, hát một bài cho cái miếng dầu gì đó, khỏe, khỏi cần tốn tiền mua. Em ở nhà cùng với ai? Em ở cùng với mẹ, với một anh trai, với một em trai. Em có một người chị hai nữa, chị mà hai. Chị hai của em thì là lập gia đình và định cư ở nước ngoài. Anh nghĩ là sẽ thú vị hơn nếu anh được gặp mẹ để dạ. cùng nghe mẹ chia sẻ về cái quá trình mà hai mẹ con đã đồng hành với nhau qua cái giai đoạn đó. Dạ, em mời anh Tuân cùng với chương trình về nhà với mẹ, gặp mẹ em. Ok. Em ở đây từ bé lớn hay sao? Dạ đúng rồi, em ở từ nhỏ tới lớn luôn. À. Em. Mẹ ơi. Ơi. Vào đi. Dạ, cháu chào cô. À. Chào các anh em. Cháu đến từ chương trình Real Life. Hôm nay cháu xin phép dẫn khán giả đến đây để thăm gia đình của mình. Rồi, dạ, cháu chào cô. Mời em ngồi. Dạ, cháu xin phép. Cháu chào cô ạ. Cô giới thiệu đôi nét về bản thân mình cho khán giả được không ạ? Họ tên cô thì Mai Ánh Phượng, sinh ngày 20 tháng 12 1958. Cư ngụ thì 107B xẹt 230. Cô ở đây lâu chưa ạ? À, ở đây năm 1978. Là cô ở đây từ năm 78 đến giờ? 78 chưa sanh cháu nào hết, 79 sanh đứa nghe lớn. Dạ. Hiện tại là gia đình của mình có bao nhiêu thành viên? À, 4 người. Giờ một mẹ ba con. Cô và ba người con. À. Còn hai người nữa là đang ở đâu? Không có, một người nữa gái gả chồng rồi. Dạ. Giờ bây giờ ba chữ ở đây, giờ mẹ nó 4. Cô nhận ra phúc khác biệt từ lâu chứ, cô có nghĩa là cô nhận ra con mình không phải là một người trai thẳng. Nhỏ thì bình thường, nó có biểu hiện gì không thì mình không biết. Dạ. Nhưng mà đi học thì vẫn bình thường. Nhưng mà hình như là lớn cái bắt đầu thấy ảnh ấy ra luôn, thì ở nhà thì cũng hơi la. Lớn lớn là tầm lớp mấy cô nhớ không ạ? Chắc lớp mấy Phúc, lớp 10 chưa? Chắc vậy. Là lớp 10 ha? Dạ. Chắc chừng là... Thì đi học thì ngoan lắm, tất nhiên là mẹ đèo đi đèo về, đi xe đạp thôi, đèo đi đèo về, chở đi chở về. Lúc chị nó chưa lập gia đình á thì la là nhà ai cũng la, nói là sao mày làm gì mà trang điểm vậy đó. À, là lấy đồ trang điểm của cô để trang điểm? Không, anh tự có. À. Không có lấy cái gì của mẹ hết. Không biết đâu có hay lắm mà chị đến cái chằn chằn la vậy đó. Khi mà đi học á cô, thì Phúc có bị giáo viên nói về cái việc là trang điểm hay làm cái gì không? À không, học thì giỏi nhưng mà cứ bị giám thị bắt xếp cặp là lấy gương, lấy mascara rồi lấy cái gì đó. Vậy thôi à, mấy người đó phản ảnh với mình vậy đi họ. Rồi khi mà cô nghe phản ảnh như vậy, cô có thấy như thế nào ạ? À, cô bình thường. Dạ. Chứ bây giờ nói vậy rồi sao, cũng thương con chứ giờ biết nói sao vậy. Cô nói cho Tuân nghe, ở ngoài đời nhiều cạm bẫy lắm. Mình chỉ sợ là nhắc chừng con, đi đâu thì phải cẩn thận vậy thôi. Nó đi ngoài đường thì lo lắm, mà nó về tới nhà thì mình yên tâm là con mình rồi đó. Các em thì rất ngoan, nói đúng ra cô có đứa con cô cũng tự hào là ngoan. Em học tới lớp mấy Phúc hả? Dạ em học hết lớp 12. Lớp 12 luôn thì rớt đó. Rớt đại học hay tốt nghiệp? Không, rớt lớp 12 á. Mới tất á. Rớt là bị đi kêu nghỉ vụ. À. Chứ giờ là lưu ban lại, cô cũng định lưu ban cho em học lại. Nhưng mà xong rồi đi nghỉ vụ 18 tháng. Tuần nào cô cũng lên thăm? Lên thăm. Không bỏ ngày nào, 30 tháng 4, 1 tháng 5 luôn. Đâu có bỏ con ngày nào đâu. Dạ. Con chưa biết đâu, từ trong đơn vị đó mà cô đi bộ nha. Nếu mà có bạn chở thì từ xe gắn máy từ trong đó. Cô bạn mình là tên Lan đó. Thì sáng 6 giờ cô đứng ở dưới đất, cô hú cái. Cô sửa soạn sắp đặt hết trước bữa một ngày rồi. Cứ ngày thứ 6 là nó chạy trong tim, ngày thứ 7 tới rúng rồi đó. Cô nôn cô đi vậy đó, cái sáng dạ. Chủ nhật là cô đi thăm em. Phụ nữ một mình mà nuôi hết mấy người con đó. Nuôi hết, đang học đấy lắm cô, tự lực cánh sinh. Lúc đấy cô đã từng làm những công việc gì cô? Làm móng tay có, vâng. Buôn bán có. Rồi cô làm mất xa mà đi tự do đó. Mình tới nhà người ta mình làm vậy đó. Cái gì mình làm được nuôi con là mình làm. Yeah. Buôn bán thì cô không có cái khả năng buôn bán. Yeah. Bán là nhiều khi người ta thấy người ta khổ lại là thôi cho luôn. Hả? Hồi đó là lúc đó cô mới ba mấy tuổi bán bánh bao phải không? Thì cái thấy người ta lợi cái rồi thôi cô cho hết, cô còn 5 bánh. Cô nói à, ăn đi không sao, kệ nó ngày mai rồi tính. Khoa cũng vậy, Khoa thì hơi khó tính, khó chịu một chút. Khoa là anh của Phúc ạ? À, em, à, anh Phúc, yeah. Còn là em của Mai. Yeah.
Mai là chị cả. Mai là chị cả. Còn một người em của Phúc nữa. Thì đó em Phúc nằm lên lòng. Dạ. Bị bệnh đau á. Quay trở về câu chuyện của Phúc đấy ạ. Khi mà cô biết Phúc quyết định đi hát á, là một cái công việc mà nó khá là bấp bênh á, nó không có một cái nền kinh tế ổn định, cô suy nghĩ gì về việc đó? Cô không suy nghĩ gì hết, cô cũng bình thản vậy đó. Dạ. Tôn trọng con. Dạ. Tất cả các người con trừ có em Út thì không biết gì thôi. Phúc, Khoa với lại Mai là cô để sự quyết định của con hết. Đam mê cái hát thì bây giờ mình làm sao cho tốt cái điều đó. Nhiều khi nó cũng hời hợt lắm, nó không có giữ gìn sức khỏe cho nó. Là Phúc hay làm gì hả cô? Tắm thì cũng tắm lâu lắm. Trời ơi, anh mà tắm là nhạt bực mình lắm. Mà em làm thì trong đấy mà lâu Phúc. À? Em làm thì xong đấy mà lâu ấy. Thì tắm gội đầu, à, cạo râu nữa. Tóc đâu có dài lắm đâu à. Em không rồi, nhưng mà ý là cạo râu rồi có cuối tuần phải cạo lắm chứ. Cứ vậy đó, bởi vì cứ tắm mà lâu vậy đó. Đủ bài bản hay sao? Nhà mà la là vậy đó, trời ơi. Mai mốt cô bắt Phúc trả tiền nước đi cô. Là Phúc sợ liền là Phúc không có tắm lâu nữa đâu. Cái này là mẹ bao thầu hết. Thì đó, tại cô đó. Sao bảo là bây giờ cô phải bắt trả tiền nước. Đó, thấy chưa? Thấy là chưa? Sợ liền. Thấy không? Ừ. Cô có bao giờ thấy Phúc giả gái đi diễn chưa? À, có. Cô có sợ Phúc khi mà đi ra ngoài với cái hình hài như vậy á thì sẽ bị mọi người, bị xã hội dị nghị không cô? À, lúc đầu có. Là thời em còn đi học. Nhưng mà giờ lúc sau này thì giống như là nó cũng phôi pha. Thôi giờ cô nghĩ mình sống cho mình không có sống theo dư luận ở bên ngoài. Họ đâu có nuôi mình đâu. Cái đó cô nói sự thật. Mình chỉ khuyên bảo con này ngoài đời, ngoài xã hội thì còn vô tư lắm. Cô có những cái trăn trở gì về Phúc không ạ? Không, để nó tự nó quyết định, nó cũng lớn rồi. Phải chi nó còn nhỏ, nó nói nó 12, 13 tuổi hay lên 10 hay gì. Giờ nó cũng ba mấy rồi. Đâu phải trẻ nữa, kệ nó để nó tự do. Cô có bao giờ nghe Phúc kể về chuyện tình yêu không ạ? Chưa. Cô chưa nghe kể cái câu chuyện mà để dành tiền ăn sáng xong mua quà tặng bạn trai đúng không cô? Xong luôn. 60.000 đồng. Mà cái thời trước 60.000 đồng nó lớn lắm luôn á cô. Từng bán đứng nghe em thiệt luôn. Mà chưa cô. Chưa kịp tặng quà người ta thì đem tiền đi ăn hết. Xong người ta giận người ta chia tay. Cô có. Thấy lâm ly bi đát ghê. Không có nghe nói vậy. Con của cô yêu sâu đậm lắm. Phúc thường không có kể về sự tình cảm của mình phải không? Không, cô nói con cứ để theo cái sự tự nhiên. Yeah. Cái gì tới nó tới, đừng chạy, đừng đi tìm. Cũng thương con chứ. Bởi vì tình cảm bây giờ đó, mình sợ người ta chỉ lừa lọc thôi, chứ kiếm được một người tốt là khó lắm. Vâng. Giống như hồi xưa cái cậu đó ở lầu 1, mà cái cô này có hai người con trai. Thằng anh thì vẫn đàng hoàng, mà cái thằng em thì là hên ghê, gặp mấy ông Tây nước ngoài á, coi như làm giấy tờ cho đi nước ngoài luôn. Yeah. Đó. Thì tất nhiên là lấy ông Tây đó, tới bây giờ cuộc đời sung sướng. Thấy không? Có bao giờ Phúc nói với cô là Phúc ngồi, Phúc chia sẻ trực tiếp với cô về cái giới tính của Phúc chưa? Chưa, mình giấy vậy là biết rồi. Thấy vậy là biết, giờ cô hiểu mà. Mọi thứ cô để tự nhiên như vậy. Đúng thôi. Rồi, bây giờ có ngay mặt em nè, có sao nói vậy, không có... Vậy không có cơm ao gì hết trơn. Đó, ảnh có nói gì nè, thôi bây giờ... Con đi nghĩa vụ về rồi, bây giờ con lo cho mẹ. Có Hiếu, 8 tháng 3 hôn mẹ rồi cũng cho mẹ lì xì mẹ 500. Trời ơi. Đó, đủ hết. 500 là trả tiền nước hết rồi cô. Không có 500, không cái đó không có tính. Cô còn cho nó thêm nữa chứ. Rồi đến bao giờ em mới có ý định là kiểu mình xây dựng một cái sự nghiệp thật là ổn định này, để mình còn chăm lại cho mẹ nữa. Ấy cha vô tư lắm. Ảnh ngày nào xào ngày đó, ảnh nghĩ gì hết á. Có gì có mẹ lo hết rồi phải không? Đâu có nghĩ gì đâu. Nghĩ gì hết. Tôi hồi hộp lắm. Nhiều khi tôi nghĩ tôi sợ tôi chết bất đắc kỳ tử luôn á. Tại vì cô cũng đau ngang cái thắt lưng như hai khớp gối á. Cô có đi khám thử không ạ? Cô sợ đi bệnh viện lắm. Sợ sinh bệnh phải không ạ? Đúng rồi. Cô không có dám đi ngày nào hết. Cô có cái bảo hiểm nó, bảo hiểm cô bảo hiểm. Nhưng mà mình cũng phải chăm lo trực tiếp sức khỏe của mình. Có chứ, cô cũng có. Mình đi khám sớm thì mình phát hiện ra bệnh sớm. Thì mình... cô biết cái khớp này cô uống thôi. Chứ còn mà đi bệnh viện rồi, biết nó nói làm sao. À, con nói cô nghe nè. À, cái bệnh của cô á, khả năng vô bệnh viện là thứ nhất là chích khớp, thứ hai là mổ khớp. Không nên con. Dạ. Để tự nhiên mình uống thuốc rồi mình ráng siêng năng tập thể dục. Như Phúc tôi cũng kêu tập thể dục mà cũng lười. Thì ăn xong rồi nằm đi tập. Phải đi tập thể dục. Hai mẹ con giống nhau. À.
Nhưng mà bây giờ mẹ đau cái khớp này mẹ không đi được, con hiểu không? Mẹ không đi được gì, mẹ không phải đi ớt. Thôi có đi, đạp chứ sao đạp, đi hằng ngày, đi chợ nấu ăn, trời ơi, có đi chứ. Đi dữ lắm. Vấn đề thể dục thể thao có vẻ nhạy cảm với hai mẹ con đúng không? Con đạp xe đạp đi. Đi đi. Đi xe đạp, vẫn đạp xe đi, đi thoải mái luôn. Ờ, cho anh hỏi Phúc là có nhiều bạn khi họ come out với gia đình của họ thì họ sẽ vấp phải những cái phản đối. Em có bao giờ lâm vào một cái câu chuyện như vậy không? Thực sự ra thì hồi đó cũng lâu lắm rồi. Có một lần còn nhỏ, mười mấy tuổi à, cũng chưa suy nghĩ được chín chắn nhiều. Thì hồi đó chỉ là mình thích được trang điểm này, mình thích được bận đồ, đi theo một người bạn thân với ra ngoài. Chưa biết là gì mà... Mà tại sao em lại khăn gói đi ra đó? Tại vì nó rủ kêu là ra đó bán à. Cà phê với nó đi, cái quán của ba nó mở ra. Thì hai đứa bạn chơi thân lắm, cái cũng lén lén gom đồ á, nói là đi bơi. Sao mà đi luôn vậy? Không, mà đi luôn mấy ngày luôn. Mà lúc đó đâu có xài điện thoại đâu, đi cũng tầm 2-3 bữa vậy á. Cái nhớ mẹ nhớ nhà, cái mượn điện thoại bạn gọi về, mẹ khóc la quá trời luôn đó. Đi vậy đó, đi vậy đó, gom đồ. Nhưng mà sao vậy? Lúc mà em mới ra đó đó, em không gọi về cho mẹ yên tâm mà em đợi mấy ngày chưa? Vui lắm, trời ơi, ra đó hai đứa tới chiều hả, là bắt đầu trang điểm rồi hả, bận quần đó, rồi xong rồi hả, mình mở nhạc lên, mình hát múa hai đứa gì đó, mở nhạc Thúy Nga Paris by Night vậy đó. Minh Tuyết đó hả? Dạ Minh Tuyết, rồi giờ Như Loan, Bảo Hưng vậy đó, mấy cái tiết mục vậy đó. Cô ơi, cô có bao giờ cô đánh đòn không? Không. Trời đất. Từ nhỏ lớn hỏi nó coi có đánh được cây nào. Cô phải đánh mẹ chứ, hư quá trời hư. Nó đánh luôn á, hỏi thiệt á, tao nói kiếp sau này kiếm được người mẹ như vậy là tuyệt vời lắm á. Có bao giờ em bị phản ứng từ chị hay anh trong nhà về cái việc công khai giới tính của em không? Anh thì ít lắm, chỉ có chị thôi. Là chị hai á? Dạ. Hồi chị... đó lúc mà em mới chuẩn bị giống như mình hát á, chuẩn bị tập hát đó, cũng hát mấy cái bài nhạc nữ rồi én giọng cho cao lên á, cái chị cũng la nó, trời mày hát cái giọng gì kỳ vậy, trang điểm nó nhiều khi đâu có tiền mua, xin mấy đứa bạn chút chút vậy gom để dành. Rồi sau mà giấu á thì bị chị kiếm được phát hiện á, giục hết. Bà chị thì không có, chị không có thích là trang điểm cho em, không có thích cho em trang điểm. Về sau này thì không có nữa, là đúng rồi, nó giấu từ mắt ra ra. Cái bạn tính từ nhỏ là giống như ở sớm này là chơi nhảy dây, chơi bên đũa, chơi mấy trò chơi con gái là không ai là em đúng không? Em nhảy dây là chấn động, không có vấn đề là nhảy, em nhảy em cúng với bả không. Khi mà chị làm như vậy rồi em phản ứng lại như nào? Thì không, giận cũng buồn, nhưng mà ý là không có phản ứng gì nhiều hết, tại vì lúc này cũng nghĩ không, hình như cái đó là mình sai, không dám, không phán phản kháng lợi, chỉ là rồi âm thầm đi xin về tiếp thôi. Là kiểu cũng nghe lời chị đúng không? Thấy chị cũng có uy trong nhà đúng không? Dạ, đúng cũng rồi. Nghe lời. Ở đó sợ chị lắm. Rồi, tại vì làm sao để mà chị có thể hiểu và chị không có cấm cản như vậy nữa? Ta biết lờn hay sao? Chị không nói tới nữa. Nhưng mà lúc mỗi lần mà ngồi quẹt quẹt là chị đi xuống chị liếc. Chị ai đi xuống chị liếc hoài luôn. Chị có hỏi là có thích học trang điểm không? Vậy đó, nhưng mà em cũng nói là không có thích lắm. Nếu mà nó thích vậy đó là chị đã đầu tư. Tôi cũng kêu nó làm cái gì cũng phải tay mặt mà phải có tay trái. Không có lo ngày nào xào ngày đó chết rồi. Đồ hỏi nó bây giờ nó rất là vô tư. Chị không có cho trang điểm, nhưng mà nhiều khi đem đồ về cũng lén lén cho. Dạ, em không nghĩ đến cái việc mà chị có thể đầu tư cho mình làm cái nghề đó, nó thành một cái nghề mà là cho mình có thu nhập nhá, để mình vừa yên tâm mình đi hát nữa. Em biết rồi, nhưng mà giống như là mẹ đâu có sống em nghĩ là giống như mình muốn học thì mình phải tự kiếm tiền để mình học. Em không muốn giống như là thì chị bây có giờ mình chưa gì có em. Tiền nè thì mình vay đi, mình học sao mới mình làm. Em mình sợ nói vậy, em ít khi nào mượn tiền ai, tại vì khi mà em nghĩ mình mấy mượn cái gì à. Đó mình phải nhắm chắc là mình có thể trả được cho người ta không? Em sợ mất nợ đó. Nghe cả người thân từ nhỏ đến lớn chưa có bao giờ nghe ai mắng vốn nè, con cái đi luồn gạt hay gì chưa bao giờ có. Hiện tại thì cô có cái trăn trở hay là suy nghĩ gì về các con trong nhà mình không ạ? Lo thì có lo, nhưng mà cô nói mình tính không bằng trời tính. Không có mẹ thì giờ tụi nó cũng phải lo thôi. Em có điều gì muốn nói với mẹ kiểu như là để cho mẹ an tâm về công việc của mình không? Con cũng muốn nói với mẹ là con cũng rất là yêu mẹ. Và con cảm ơn mẹ đã cho con một cái cuộc đời này. Và con hứa với mẹ là sẽ cố gắng hát thật hay, kiếm thật là nhiều tiền nhất có thể để lo cho mẹ, trả hiếu cho mẹ. Bởi vì đối với con bây giờ mẹ là tất cả, con không quan trọng gì hết luôn. Chỉ cần còn có mẹ bên cạnh là được rồi. Mẹ được dịp để trải cái lòng của mẹ. Chú Tân chú nói là đúng đó. Nhiều lúc mẹ buồn mà say trong giấc đêm mà nằm trăn trở là mẹ thấy con thì sự thật là rất là vô tư. Ngày nào cũng đi tới sáng nè. Mình lo sức khỏe cho con đi tới sáng mới về luôn. Nó cái giấc ngủ nó cũng khó khăn lắm. Mẹ cũng mong muốn rằng con càng ngày
thêm một tuổi thì con phải ráng thay đổi mới. Đời người vô thường lắm con, mẹ cũng không biết ngày mai ra sao. Nhân hôm nay real life thì em có điều gì muốn tặng mẹ không? Thì con cũng có món quà nhỏ nhỏ tặng mẹ. Thì đó giờ ít khi nào mà tặng mấy cái này lắm. Đợi con chút nha. Tặng cái gì vậy? Rồi con có bó hoa tặng mẹ. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ. Mây trời lòng lòng không phụ kinh công cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn. Ôi tấm thân gầy cha che chờ đợi con. Rồi mẹ cảm ơn con. Yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ cũng thương con nhiều lắm. Cháu mời cô với em ngồi xuống. Cháu hy vọng là sau cái tập Real Life lần này á, thì cô nói riêng và tất cả những người mẹ nói chung á, có thể nói lên cái tiếng lòng của mình. Và cháu hy vọng là những người con trong cộng đồng nói riêng và tất cả con nói chung, họ có thể nghe cái tiếng nói của những người mẹ đó và thấu hiểu và biết cho cái sự hy sinh của những người mẹ và có thể đền đáp lại. Anh hy vọng Phúc làm được điều đó nha Phúc. Không có mấy mà dịp để mình tỏ cái tấm lòng của mình thì cô cũng nói lên đây luôn. Tất cả những người mẹ, người cha hay người bố nào có những người con như vậy thì mình phải dang vòng tay, mình đón nhận và mình thương. Thương con của mình đừng nên hất hủi. Cháu cảm ơn cô đã chịu chia sẻ tất cả những câu chuyện của mình trong chương trình Real Life ngày hôm nay. Và anh hy vọng là Phúc lắng nghe nha Phúc. Và anh chúc cho tình cảm của hai mẹ con cũng như sức khỏe của cả gia đình mình á, lúc nào cũng tốt. Đúng và tất cả mọi thứ nó sẽ tốt dần sau này để đó, cô có thể an tâm mà nghỉ ngơi nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Cháu cảm ơn cô rất là nhiều.